Xin chào Quách Thành đã đến với bản tin chuyên bóng đá. Bản tin của chúng tôi sẽ đem đến cho Quách Thành những thông tin bóng đá nóng nhất của Việt Nam cũng như của thế giới, được truyền tải theo phong cách chuyên nhất và hài hước nhất. Bản tin được phát sóng đều đặn vào 8 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh chuyên bóng đá. Kính mời Quách Thành hãy nhấn nút subscribe để tiện theo dõi. Không sợ Liverpool, chẳng ngại Everton, cung đếch ngán Barcel. Hóa ra đội mà Manchester United sợ nhất lại chính là đại gia mới lên hạng có tên Huddersfield. Hừng hực khí thế vào trận với thành tích bất bại từ đầu mùa, 12 trận liên tiếp không biết mùi thất bại, cứ ngỡ những chú quỷ đỏ hung hãn sẽ dễ dàng làm thịt Huddersfield. Nhưng không, đây mới chính là cơn ác mộng của bầy quỷ. Phút 28, họ thua bàn đầu tiên. Phút 33, họ thủng lưới bàn thứ hai. Lúc này nhận thấy điều chẳng lành ngay trước mắt, Mourinho tìm mọi cách để lật ngược thế trận. Nhưng mà lật kiểu gì đây? Lật kiểu gì đây khi mà thánh Pellegrini đã bị chấn thương? Mọi khi MU bế tắc, cho Pellegrini vào sân chơi Takadada là kiểu gì cũng ăn bàn. Giờ thì Mourinho đã hết cách thực sự. Phút 78, Rashford đánh đầu ghi bàn thắng danh dự. Manchester United thua chung cuộc, chính thức quy hàng trước đại gia Huddersfield. Vậy là sát thủ diệt ông lớn Liverpool đã chính thức chỉ còn lại trong truyền thuyết. Lần trước thì thua Man City, còn lần này thua Tottenham. Thua một cách tâm phục khẩu phục, nhưng chú gà tốt đá như hách. Đúng là phải nói là vạn đái con gà mái. 12 phút đầu tiên họ đã vào lệch mặt Liverpool 2 phát, rồi tiếp đến là phát thứ 3, rồi thứ 4. Tottenham chứng tỏ trận hòa Real ở giữa tuần không phải là do may mắn. Sau hai mùa giải về 3 và về nhì, họ đã sẵn sàng để lên ngôi vương. Còn với Liverpool, Klopp nên bắt đầu lo cho cái ghế của mình đi là vừa. Vì cứ đá với phong độ như này, chẳng mấy chốc ông lại biến mình thành Brendan Rodgers phiên bản 2, huyền thoại cho bóng đá một thời chuyên đi phát điểm cho cả giải đấu mà thôi. Mặc dù đã sang Everton, nhưng Rooney vẫn giữ được thói quen ghi bàn mỗi khi gặp Arsenal. Và cứ ngỡ Arsenal sẽ gục ngã sau bàn mở tỷ số của Rooney đó. Nhưng không, các pháo thủ đã không để điều đó xảy ra trong ngày sinh nhật của giáo sư Wenger. Bộ ba SML đã lên tiếng đúng lúc. Sanchez ghi một bàn, một kiến tạo. Ozil cũng một kiến tạo, một bàn. Còn Lacazette chỉ ghi một bàn. Qua đó và sấp mặt luôn Everton, dành tặng cho giáo sư Wenger một buổi sinh nhật đầy ý nghĩa. Nhưng xem ra ở cái tuổi gần 70, các pháo thủ mà cứ đá khiến Wenger phải uống thuốc trợ tim như thế này thì ông phải tổn thọ thêm mấy tuổi nữa cũng không chừng. Cũng giống như Arsenal, Chelsea đã thất thua ngoạn mục nhờ sự tỏa sáng của đấng Batman Batshuayi. Watford đang rất hưng phấn sau trận thắng Arsenal. Chelsea thậm chí còn đang xếp dưới Watford trên bảng xếp hạng. Và đúng như dự đoán, những chú ong vàng Watford đã làm khổ sở Chelsea. Và trong lúc khó khăn nhất đó, Batshuayi đã xuất hiện như một đấng cứu thế, một ông thần diệt ong, dẹp loạn hết Watford bằng một cú đúp bàn thắng. Nhưng chắc chắn rằng Chelsea không thể cứ sống mãi dựa vào sự lên đồng của một cá nhân nào đó. Họ cần phải tìm lại hình bóng của nhà đương kim vô địch. Và hãy nhớ rằng nếu Chelsea không tìm được thì Man City của các đội bóng khác sẽ sẵn sàng tìm giúp họ đấy. Ở La Liga thì mọi thứ vẫn đi theo đúng quỹ đạo khi mà Barca và Real đều giành những chiến thắng. Còn riêng với Ronaldo, chắc chắn anh là người vui nhất vì anh chính là chủ nhân của giải thưởng The Best 2017. Để xem nào. Một kết quả mà theo tôi nghĩ là hoàn toàn méo xứng đáng một tí nào. Hãy nhìn lại xem Ronaldo làm được những gì. Chỉ có một cái cúp La Liga và Champions League cùi bắp. Còn bên kia hãy nhìn Messi mà xem. Anh ấy đã giành được chiếc cúp nhà vua danh giá, chiếc cúp ICC đỉnh cao. Và mới đây, còn gánh cả nước Argentina thoát khỏi vé vớt đến World Cup. Những thành tích hoành tá tràng như vậy mà lại chả được nhận giải. Chắc chắn là Ronaldo đã mua giải rồi. Chắc chắn là như vậy rồi.
Giải thưởng Pukas cho bàn thắng đẹp nhất năm cũng đã được trao. Chủ nhân của nó không ai khác ngoài đầu vàng Giroud với pha ghi bàn bọ cạp kinh điển. Ngoài ra, đội hình tiêu biểu của FIFA cũng đã được hiện diện với những cái tên xuất sắc như Buffon, Alves, Ramos, Bonucci, Marcelo, Toni Kroos, Luka Modric, Messi, Ronaldo và Neymar. Nhưng đặc biệt, vị trí của Iniesta gây rất nhiều tranh cãi, chấn thương liên miên, phong độ kém cỏi cùng Barca. Nhiều người cho rằng phải thay thế Kante hoặc Casemiro vào mới là đúng. Tội thật meo hiểu nổi là tại sao ông Iniesta lại có mặt trong đội hình tiêu biểu, còn mình thì lại ngồi ngoài. Hey, chắc là do tôi không có họ hàng làm trong ban điều hành của FIFA. Tôi nghĩ chắc 10, 20, thậm chí 50 năm nữa khi Iniesta giải nghệ, anh ấy vẫn sẽ tiếp tục có mặt trong đội hình tiêu biểu. Mà thôi cho qua đi, mình như người già tí cũng được. Neymar lại làm dậy sóng League One, nhưng lần này không phải vì những bàn thắng anh ghi, mà là vì ăn thẻ đỏ. Vâng, Neymar đã nhận thẻ đỏ đầu tiên tại PSG. Anh chạm nhẹ vào đầu của một cầu thủ bên phía Marseille thôi, mà anh kia ngã ra như thể bị ăn gạch vào mặt vậy, nằm lăn lộn dưới đất. Điều đó đã khiến anh tài tặng ngay Neymar một chiếc thẻ đỏ. Ngày xưa thì ăn vạ người khác, bây giờ bị ăn vạ lại, thì mới thấy là cuộc đời luôn công bằng. Gieo nhân nào thì ắt sẽ gặp quả nấy thôi. Tính tổng cộng trong sự nghiệp, Neymar đã có 8 chiếc thẻ đỏ và 138 thẻ vàng. Tôi xin nhắc lại là 8 thẻ đỏ và 138 thẻ vàng thưa quý vị. Cho dù anh ấy mới chỉ 25 tuổi và chơi ở vị trí tiền đạo, có lẽ với Neymar, đây là một tiền đạo giỏi không những phải ghi nhiều bàn, kiến tạo nhiều, mà còn phải ăn thẻ nhiều nữa. Đáng lòng anh Lốp và Ren cùng đá trung vệ lắm phen hết hồn. Tội nhất là ông thủ môn, đồng đội bị ngáo bồn chồn làm sao. Thánh chôn tuần này không thể nào thoát được khỏi tay hai ông thần Lindelof và Lovren. Đá trung vệ kiểu gì mà toàn kiến tạo cơ hội cho đội bạn là có gì đó không đúng rồi. Những phẩm chất của một trung vệ hàng đầu thì nói thẳng ra là hai anh đều không có trong hai trận đấu vừa qua của Liverpool và Manchester United. Chậm chạp, xoay sở kém, lỗi vị trí để tiền đạo đối phương lừa qua như gà. Lovren còn bị thay ra ngay trong hiệp 1 khi Klopp đã nhận ra vấn đề. Còn sau trận đấu, Mourinho cũng thừa nhận rằng trình của Lindelof không đủ để đá ngoại hạng Anh. Vâng, nếu hai anh còn thường xuyên đá chính thì không hiểu De Gea và Mignolet sẽ còn phải nhận bao nhiêu trái hành nữa. Đôi này mà đá cặp với nhau thì phải nói là bá con nhà bà đạo luôn.